tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ nói chung và đồng chí Lê Việt Thuật nói riêng. Một phút mặc niệm bắt đầu. Tôi xin kính mời quý vị đại biểu Hội đồng Gia tộc và bà con chúng ta 03. Ông đã ra đời trong hoàn cảnh đất nước đang lầm than dưới sự đô hộ của thực dân Pháp, cùng với cha ông đã phất cao ngọn cờ Trường Thi Bến Thủy, làm cho quân thù bao khen hiệp đảm. Hôm nay chúng ta hồi tù về đây để tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, nhớ đến người đồng chí xứ ủy Trung Kỳ năm 1930, năm 1931 đó là đồng chí Lê Việt Thuật. Ai vô sự nghề quê mình, non xanh nước biếc như tranh hòa đồ, đây bến thủy còn mô còn đó, trống 30 rực cờ Xô Viết, đạp quân thù xuống tận bùn sâu, đời nó ấm từ nay ta có đàn. Kính thưa quý vị, được sự nhất trí của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Bến Thủy, dòng họ Lê Việt tổ chức sự kiện 110 năm ngày sinh của đồng chí Lê Việt Thuật, cho phép tôi trân trọng giới thiệu quý vị đại biểu có mặt hôm nay. Đại diện Ủy ban thành phố, đồng chí Nguyễn Đức Trí, đại diện Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Mặt trận Tổ quốc, thành phố Vinh, đại diện Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Bến Thủy, đại diện Trường Mầm Non Bến Thủy, anh Nguyễn Chí Hợp, cấp ủy, Ủy ban Nhân dân khối 10 và cùng bạn bè, anh em thân hữu gần xa, tôi xin chân thành cảm ơn. Để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị nghe anh Đức sẽ trình bày bài diễn văn cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Việt Thuật. Và toàn thể bà con nhân dân cùng anh em, con cháu trong dòng họ Lê Việt chào mừng ngày thành lập Đảng Quang Vinh, kỷ niệm 83 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh, kỷ niệm 50 năm thành lập thành phố Vinh. Hôm nay, ngày 10 tháng 11 2013, gia tộc của nhà cách mạng, đồng chí Lê Việt Thuật, nguyên ủy viên xứ ủy Trung Kỳ 1930-1932, long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Việt Thuật, mùng 10 tháng 11 1903. Mùng 10 tháng 11 2013. Đến dự lễ kỷ niệm hôm nay có các đồng chí tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh, Đảng bộ, chính quyền, các cơ quan đoàn thể và bà con nhân dân phường Bến Thủy, để ôn lại quãng đời hoạt động cách mạng sôi nổi của đồng chí Lê Việt Thuật và những đóng góp to lớn. Tại làng Yên, phố Đệ Thập, nay là khối 10, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, một vùng quê giàu truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm, áp bức cường quyền, đồng chí sinh ra trong một gia đình, bố là Lê Viết Hiến, làm thầy dạy chữ Hán và thầy thuốc đông y, mẹ là Phạm Thị Hai, làm ruộng. Gia đình có 8 anh em, Lê Viết Thuật là con trai cả. 8 anh em đều là công nhân, đã phải đi làm công nhân tại nhà máy Diêm Bến Thủy. Năm 18 tuổi, đồng chí làm thợ nguội tại nhà máy Cưa Bến Thủy. Năm 20 tuổi, làm thợ ở nhà máy xe lửa Trường Thi Vinh. Qua các nhà máy làm việc, đồng chí Lê Viết Thuật đều được anh em công nhân và bà con lao động quý mến. Đồng thời, đồng chí cũng nhận ra rằng bọn chủ xưởng và bọn phán xâm lược đều tàn áp tham lam, người dân lao động bị áp bức đến tận xương tủy và tuổi cực. Tiếp thu truyền thống tốt đẹp của quê hương với lòng căm thù bọn áp bức bóc lột, đồng chí đã tổ chức anh em công nhân đấu tranh đòi quyền lợi, tăng lương, giảm giờ làm. Tháng 7 năm 1925, đồng chí Lê Viết Thuật tham gia Hội Phục Việt và hoạt động liên tục cho đến khi hội trở thành Đảng Tân Việt.
thành đảng viên tích cực của Đảng Tân Việt và tiếp tục hoạt động cách mạng. Do có nhiều hoạt động cách mạng nên năm 1928 bị đuổi việc. Nhưng để tiếp tục lãnh đạo phong trào cách mạng, đồng chí xin vào làm phu quân Pháp tại cảng Bến Thủy, thành phố Vinh. Tháng 2 năm 1930, đồng chí Lê Đức Thuật gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam và trở thành một trong những đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương. Đồng chí cũng hăng say tích cực hoạt động cho Đảng, cho cách mạng. Ngày 20 tháng 3 năm 1930, đồng chí được Trung ương Đảng cử vào Ban Chấp hành Tỉnh ủy Nghệ An và trực tiếp làm bí thư chi bộ nhà máy xe lửa Trường Thi, Vinh. Ngày 1 tháng 5 năm 1930, Sứ ủy Trung Kỳ cử đồng chí về nhiều địa phương trong hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh để kiểm tra lãnh đạo phong trào đấu tranh. Tháng 12 năm 1931, kể 45 ly và tài liệu truyền đơn của Đảng. Dù bị thương và bị tra tấn dã man, nhưng đồng chí vẫn một lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc. Ngày 23 tháng 1 năm 1932, tức ngày 16 tháng 12 năm Tân Mùi, đồng chí Lê Đức Thuật đã chút hơi thở cuối cùng tại nhà Lao Vinh. Đồng chí đã hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng, cho Đảng vinh quang. Kính thưa các đồng chí, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Đức Thuật đã để lại một tấm gương sáng về tình yêu quê hương đất nước, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, son sắt thủy chung với đồng chí, bạn bè, luôn lạc quan, tin tưởng vào thắng lợi của dân tộc, cách mạng, quần chúng, nhân dân. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thuật là dịp để tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Vinh, đảng bộ, chính quyền và người dân phường Bến Thủy ghi nhớ công lao to lớn của một người con Xô Viết nghệ tĩnh, thành phố đỏ anh hùng, chiến sĩ cách mạng tiền bối kiên trung, người cộng sản mẫu mực đã hiến dâng trọn đời mình vì độc lập tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Qua đó nhắc nhở anh em con cháu trong dòng họ Lê Viết và nhân dân nêu cao ý chí cách mạng, tự giác phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện đạo đức của người cộng sản, đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân, học tập, lao động, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Xin chân thành cảm ơn. Thank you.
Điều bí dọc là em và tàu anh qua núi, đó là cô Thu Nguyệt sẽ gửi đến quý vị hôm nay. Con đường là tàu anh đi chung yêu thương chào đón tha thiết bao niềm vui theo mấy con tàu đi là thương nhau em mang câu cho tàu anh tới lại.
ấy và đi từ ngoài tranh nghèo. Dòng tên anh khắc vào đá đuôi mấy ngàn hoa bóng cây tre. Chiều biển hương trắng trời sương đuôi mẹ năm ơi Việt Nam ngọn núi nơi anh đã xuống rực cháy lên màu hoa đỏ phía trời xa rực cháy lên màu hoa đỏ chưa tỏ hồn. Việt Nam ơi Việt Nam ngọn núi nơi anh đã xuống rực cháy lên màu hoa đỏ phía trời xa rực cháy lên màu hoa đỏ chưa. Bye.
mà nhớ thanh hoa đô. Ai đi bỏ nơi đây, xin dừng chân xứ nghệ. Ai đi ra nơi đây, xin chân dừng xứ nghệ. Nghe câu hò bị đầm đang lắng lại càng sâu như sông lắng. Gửi lên
Em ơi
nghe chăng lời trái tim vọng ra, rung trong không gian mặt biển xuôi ầm pha. Hoa núi biếc chập trùng xa xa, hoa áng mây che bờ quê ta. Tiếng ca người trong tuyết ta. Đôi ta thành những cách sao tỏa sáng, vừa tăng băng qua đêm tối tìm hương hoa bên cứu lòng còn đó em ơi, tiếc luôn đến đâu còn mãi muôn đời làm một đời tình ca của đôi chúng. Chờ mãi
nở tại thế. Rằng người ơi, người vừa đứng về bạc nhìn em rơm rơm hàng ly. Bạc muốn nghe một câu hỏi, hoặc muốn nghe tôi làm quan họ gửi bài ca đất nước xa quê. Lúc chia ly lời gì chúng đơn sơ, bác muốn non sông tình ninh lời dặn dò rằng đã yêu tổ quốc mình. Tôi cảm thấy xúc động là khi đi làm công việc là cán bộ nhà nước được về hưu rồi, và qua đi làm về thì thấy cháu gửi thư mời là hôm nay gia tộc của ông Lê Đức Thuật có mời đến sự kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cụ. Tôi thấy làm xúc động và không biết nói gì hơn. Hôm nay đến dự lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông Lê Đức Thuật, người đảng viên trung kiên của Việt Nam nói chung và của phường Bình Thủy chúng ta nói riêng, thì tôi được xin phép là có vài ý kiến tâm sự để chia sẻ. Nói thật là chúng ta là con cháu dòng cách mạng, dòng máu đỏ. Tôi là người lớn lên sau thế hệ cùng giống như các anh các chị ở đây. Tôi chỉ biết trong phường Bình Thủy chúng ta là những cái lôi cách mạng đầu tiên, là chúng ta thấy phong trào Xô Viết nghệ tình thì chúng tôi chỉ nhớ được ba người cách mạng hiện nay chết rồi, đó là Lê Mao, Lê Việt Thuật và Nguyễn Thị Duệ là o của tôi. Thì như vậy là tôi chỉ nhớ ba người đó. Còn sau này các anh các chị, các ông các bà, các anh các chị, các cháu ghi nhận nhiều lịch sử, ghi nhận nữa như ông Thiện Thấu rồi ông Phúc Đình, đó là lớp đàn em là chúng tôi ngồi trao đổi với nhau đó. Và cùng với lứa tuổi và người hoạt động đầu tiên của đảng ta năm 30 đó là Lê Mao, Lê Việt Thuật, Nguyễn Thị Duệ, thì có mấy người phản bội, đó là bà Giai Duyên, bà Vi đã bị chết, đã bị nó bắn, nó bắt sau đó khai ra bắt Lê Việt Thuật và bà O tôi tại Hầm Trẻn ở đây. Mà cái hồ sơ đó là con của bà O tôi đã trực tiếp Bộ Công an ngoài Hà Nội, Bảo tàng Xô Viết, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam Hà Nội để lấy cái tài liệu bắt ông Lê Đức Thuật và O tôi ở tại Hầm Trẻn ngày mùng 7 tháng 2 vừa rồi như lịch đã ghi đấy, là tôi thấy hoàn toàn phù hợp với cái lịch sử đảng nhà nước ta phải ghi nhận. Nhưng vì theo chức danh, tôi biết là ở thành phố Vinh chúng ta vừa rồi kỷ niệm 110 năm ngày sinh Lê Mao là đúng, vì ông là bí thư sử trung kỳ, tương ứng với bây giờ là bí thư tỉnh ủy, người đầu tiên của bí thư tỉnh ủy Nghệ An. Còn ông Lê Đức Thuật chúng ta là bí thư, là ủy viên sử trung kỳ, thì xem như ta bây giờ tượng trưng ra là giống như là của khu vực Vĩnh Bến Thủy. Còn bà O tôi là Bến Thủy, tức là khu Bến Thủy, tức là ủy viên của Bến Thủy như kiểu phường bây giờ thấp cấp như vậy. Do đó bây giờ mà nói Lê Mao thì chúng ta không phải nói đều trong dòng họ chúng ta cả, mà đã được nhà nước ghi nhận, sổ sách sử vàng là ghi nhận. Còn Lê Viết Thuật cũng được ghi nhận, Nguyễn Thị Duệ cũng được ghi nhận, nhưng mà mức tầm cỡ kỷ niệm thì chúng ta phải chấp nhận trong dòng tộc của chúng ta là tự để tôn vinh và tự suy tôn và tự ghi nhớ cái lịch sử đó. Hôm nay tôi được biết là đại biểu của thành của tỉnh có đến, nhưng họ cáo lý do là bạo lực. Thì đấy, ta hiểu với nhau đó là cách cáo thôi,
thực chất của nó hôm nay có chết người ngoài trách nhiệm của họ cũng nó có vì vị trí như Lê Mao mới đứng tinh kỳ niệm 110 năm của Lê Mao thì họ không thể rời được, mà phải cứ đúng vị trí xác đáng để nói chuyện lên lịch sử cống hiến của Lê Mao để các vị có hôm nay. Thế còn hôm nay chúng ta này cũng tôi được biết là Đảng ủy Vân Thủy hôm qua cũng đã đến, người ta mời hôm nay là ngày 10 tháng 10, nhưng mà đến ngày 9 thì đấy, như vậy là họ cũng là như vậy. Chúng ta thôi chấp nhận cái việc cống hiến chúng ta như vậy. Cũng xin chia sẻ một tí nữa là tôi là con O, tức là cháu O, tức là ông Lê Mao Lê Việt Thuật là anh con cậu của bà O tôi, ông bố tôi, vì bà O tôi là em con O chứ không phải có trong máu cả, chứ không phải máu cách mạng, máu là máu họ tộc cả đấy, vì bà nội tôi là họ Lê Việt ấy, là ông Lê Mao với Lê Việt Thuật của bà O về mới đẻ ra bà O tôi và ông bố tôi. Thì nói như vậy tức là anh em rủ nhau, con cậu con O rủ nhau đi hoạt động cách mạng từ nhỏ từ trước, lớn lên mà gặp nhau bị địch bắt như vậy. Còn bà O tôi, bà Duệ là bị bắt cùng với Lê Thuật và một bà Châu nữa bên Hà Tĩnh sang ở đây nữa. Thì tôi đề nghị thế này, với dòng họ chúng ta đã có một vị thế như thế, không ai tôn vinh mình bằng tôn mình. Tôi rất tự hào là con cháu Lê Thuật chúng ta đây máu mủ trực tiếp thì không có coi dòng máu, vì đây là con chú trở xuống, con O trở xuống, còn con đẻ và con cháu cũng có. Thì đề nghị chúng ta đã làm thế này rồi, tôi ý nguyện cá nhân tôi mong muốn là chúng ta xin được địa phương, hay nói đúng là mình bằng mọi cách để lấy lại cái vị trí hầm trẻn mà nơi ông Lê Việt Thuật, bà O tôi và bà Châu bị bắt ngày 7 tháng 1 như vừa rồi và nói năm 1 đấy, ở tại hầm trẻn, nơi vị trí tôi đã chỉ cho anh Hùng, con Hùng đã ra chỉ rồi, Hùng đây là hồi nọ là đứng xây đây, tôi đã ra chỉ cho ngay chỗ đối diện nhà thờ cao ở bên kia chéo sang đó, bên này là họ có cái, bây giờ họ làm đường bê tông qua lên hầm trẻn rồi. Mà lúc này ta trong lịch sử ghi là bắt cái ngày đó trong đấy cùng hai người phụ nữ là trong cái hầm tre không phải, để sửa lại là hầm trong cái bụi dứa cây cổ thụ rất to, hai bụi dứa trùm lên thế này, đồng cái cọng dòng nước chảy thế này, nhưng mà bụi tre lên bên cạnh thì được hướng thế này, còn cái bụi dứa tức là cái hầm trẻ nó chảy qua dòng nước mới có bụi dứa, cái dứa gai nó sống ở nước chứ không phải là nó sống ở trên cảng, do đó khi nó tốt rùm dứa đó. Thì lịch sử mà ông Lê Việt Thuật bị bắt là hoàn toàn như vậy. Còn không những thế nữa, sắp tới đấy nó là tỉnh nghe bảo chủ trương là có giáo cho phường ta làm cái đề án xây dựng nơi lịch sử kỷ niệm của ông Lê Mao nhảy xuống sông bị bắn cho công trình. Còn Lê Việt Thuật thì chúng ta biết cái tầm như vậy, họ ta lo thôi. Còn Quần Mô hiện tại họ đưa ra vỉa hè để vượt đất rồi. Tôi vẫn dùng từ là vỉa hè chứ chứ phải là vị trí Quần Mô. Tôi muốn nói là chúng ta cùng họ từng nói là chúc cho là đưa trả vị trí Quần Mô trở về vị trí nguyên lịch sử của nó, thì nó phải nằm trong lòng của nhà máy dệt Kim Hoàng Thị Loan về phía trong góc hai kho đó, chứ không phải là ngay vỉa hè đường đất rồi. Cũng giống phường ta là khu lịch sử, tức là khu ta chưa có khu mộ liệt sĩ của phường, hiện nay tập trung mộ liệt sĩ của ta lên trên ở trên cửa bắc là trên ngoài đường ra ga rồi, nhưng mà phường Minh Thủy ta chưa có cái nơi mộ liệt sĩ. Trước đây hồi trước năm 8, năm 9, 60 thì ta hồi mộ liệt sĩ của phường xã ta nó nằm ở đền Mười Rồng, ở đền Mười Rồng đồng ngoài Nguyên Quyết á. Sau khi bắt đầu xây dựng thì khu mộ liệt sĩ ở trên chỗ Trinh Vinh á, chỗ Trinh Vinh, chỗ Maximax bây giờ á, chỗ Bixi bây giờ là chuyển đến đó. Một số như Lê Mao, Lê Việt Thuật chúng ta được chuyển đến đấy, nhưng sau Bixi họ bán đất đi và họ chuyển Lê Mao, Lê Việt Thuật và các vị cộng sản của ta ra ngoài con bào ngoài đường ra ga ra đó. Đấy, bây giờ phường Bình Thủy chúng ta là không có mộ liệt sĩ, mà hiện nay con cháu chúng ta đang đưa về vỉa hè đường Nguyễn Văn Trỗi để làm cái tượng bia tưởng niệm mộ liệt sĩ của phường Bình Thủy. Thì như vậy là chúng tôi thấy những cái kỷ niệm đóng góp của các cụ tiền bối mà có chúng ta hôm nay với dòng máu cách mạng, tôi thấy rất là buồn khi chúng ta các vị trí của các cụ chúng ta đã hy sinh cho tổ quốc hôm nay, trong đấy có con cháu chúng ta mà chưa được trả lại tên cho nó. Đó là hầm của đồng chí Lê Đức Thực bị bắt. Hiện nay trước đây 58 năm 60 thì đã có bia tưởng niệm, có bia ghi nhớ. Nếu ai có lứa tuổi như chúng tôi trở về tên nữa và dưới vài tuổi có thể nhớ đi chân trâu chân bò thì thấy được cái hầm tẻ, mà có cái bia giống như là cái bia của ta đây bằng gỗ khắc là nơi đây đồng chí Lê Đức Thực và hai người cộng sản bị giặc Pháp bắt ngày đó bằng gỗ. Và dưới Lê Mao ở dưới bờ sông Cầu Trì ấy, là dưới bờ sông ấy, là nơi đây đồng chí Lê Mao nhảy xuống sông và bị giặc Pháp bắn đánh bắt. Và một cái nữa là cái Quần Mô, nơi có một lùm đất rất cao to, lùm cây cao to ở ngay chỗ
Diệt Kim á, nơi đây còn mô, nhân dân ta đã tập hợp tại đây cả đêm để đấu tranh giành cách mạng. Thì khu Bến Thủy chúng ta có mấy cái như thế. Còn cái lớn hơn nữa là ngã ba Cọc Đèn Bến Thủy thì hiện nay họ đã phục hồi rồi. Thì đấy là với dòng con người quê hương Bến Thủy và con cháu của cái dòng máu cách mạng, xin được vài lời được hiểu biết và được có thông tin, được xin được cung cấp lại cho anh em con cháu chúng ta trong họ tộc chúng ta để ghi nhận công lớn của các cụ, để chúng ta cố gắng phấn đấu cho cuộc sống hôm nay ngày càng tươi đẹp hơn, tốt đẹp hơn. Một lần nữa xin cảm ơn sự dành thời gian cho được tôi phát biểu. Xin cảm ơn ban tổ chức, xin cảm ơn. Cho phép tôi thay mặt dòng tộc anh em con cháu xin chân thành cảm ơn Ủy ban Nhân dân, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố Vinh, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Bến Thủy, đại diện trường mầm non Bến Thủy, đại diện trường mầm non Quang Trung, bộ đội thiết giáp 76-78 và xí nghiệp chế biến lâm sản Nghệ An đã có vòng hoa đến cùng giữ lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Lê Viết Thuật. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã đến dự buổi hôm nay, và gia đình dòng tộc chúng tôi có một bữa cơm thân mật. Xin quý vị đại biểu và các bạn thân hữu gần xa, bà con chúng ta hãy cùng chia vui với dòng tộc trong bữa cơm thân mật hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị, xin chúc quý vị mạnh khỏe, thành công trong công việc.